Bạn bị mất răng và muốn làm phục hình thay thế. Bạn đã làm cầu răng nhưng nó có vấn đề và muốn tìm hiểu xem liệu implant có tốt hơn cầu răng hiện tại không. Bạn thắc mắc rằng quy trình thay thế cầu răng bằng implant sẽ diễn ra như thế nào. Nếu mà bạn có những băn khoăn như trên thì đây chính là video dành cho bạn. Tất cả những cái thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong thời lượng của chương trình Nha Khoa dành cho mọi người ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Huy đến từ Nha Khoa Thúy Anh. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều cái thông tin hữu ích về implant do đội ngũ chuyên môn chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên thì tôi phải khẳng định rằng cầu răng là một phương án điều trị khi áp dụng đúng vẫn có thể sử dụng tốt trong nhiều trường hợp. So với phương án điều trị cố định khác thì cầu răng có chi phí rẻ hơn, thời gian hoàn thiện cũng ngắn hơn, chỉ mất khoảng từ 3 đến 4 ngày là bạn đã có thể trồng răng đảm bảo chức năng ăn nhai. Trước đây khi bị mất răng thì cầu răng gần như là phương án phục hình cố định duy nhất. Ngày nay nhờ vào sự tiến bộ của y học mà bệnh nhân mất răng đã có nhiều cái phương án lựa chọn hơn và implant là phương án tối ưu hơn hẳn trong tương quan so sánh với các loại phục hình cố định khác. Vậy thì implant nổi trội hơn cầu răng ở những điểm nào? Thứ nhất là để làm một cầu răng, bạn phải mài ít nhất hai răng bên cạnh vị trí mất răng. Mô răng là một loại mô không hoàn nguyên, hiển nhiên rằng chiếc răng khỏe mạnh một khi đã mài nhỏ sẽ không bao giờ trở lại được như xưa. Đây là điểm quan trọng nhất khẳng định implant hơn hẳn cầu răng. Với implant thì bạn mất răng nào, bạn trồng lại răng đó, hoàn toàn đảm bảo tính toàn vẹn của các răng còn lại. Vì vậy có thể nói trước đây còn có chỉ định làm cầu răng, nhưng mà hiện nay gần như những người có yêu cầu cao, có chút điều kiện thì sẽ không còn ai lựa chọn cầu răng nữa. Chỉ định cầu răng tiến tới sẽ bị loại bỏ dần trong nha khoa, chỉ trừ những trường hợp mà vô cùng đặc biệt mới áp dụng. Thứ hai, mỗi chiếc răng đều có hệ số ăn nhai riêng. Hiểu một cách đơn giản là mỗi răng sẽ chịu được một lực nhai khác nhau do kích thước, hình dạng thân và chân răng khác nhau. Răng cửa sẽ khác với răng nanh và răng nanh thì sẽ khác với răng hàm. Nếu một chiếc răng phải chịu lực nhai quá mạnh, lâu ngày dễ dẫn đến gãy vỡ, chấn thương và lung lay. Khi mà bạn lựa chọn cầu răng, hai chiếc răng trụ sẽ phải chịu thêm lực nhai của cả chiếc răng bị mất. Về lâu về dài thì hậu quả cũng tương tự việc chiếc răng bị quá tải lực nhai. Điều này sẽ không xảy ra nếu mà bạn chỉ trồng lại một implant tại vị trí mất răng. Implant là thay thế răng mất bằng một chiếc răng mới, còn cầu răng thì chỉ là gá thêm chiếc răng bị mất nhờ vào hai chiếc răng khỏe bên cạnh. Nó khác nhau hoàn toàn về bản chất. Thứ ba là implant sẽ giữ được thể tích xương hàm nguyên vẹn qua 5 tháng, còn cầu răng vì chỉ treo lơ lửng trên sống hàm nên xương hàm sẽ tiếp tục bị tiêu. Đây là điều rất quan trọng. Bạn tưởng tượng xương hàm càng ngày càng bị tiêu, mặt có thể bị lệch và má có thể bị hóp. Xương hàm rất là quý, mất răng đồng nghĩa với xương hàm sẽ bị teo đi theo thời gian. Lựa chọn implant vì vậy không chỉ tốt về mặt chức năng ăn nhai mà còn tốt cho sinh lý của cơ thể. Còn rất là nhiều yếu tố khác, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng từng đó lý do là đủ để bạn quyết định implant chiến thắng trong cuộc đấu về sự tối ưu của các phương pháp trồng răng. Như vậy nếu mà bị mất răng thì implant là phương án điều trị nhiều ưu điểm và nên lựa chọn hơn so với cầu răng. Để có thể rõ hơn về hai loại phục hình này thì bạn có thể tham khảo thêm video sau đây, so sánh tổng quan về hai phương pháp mà chúng tôi đã thực hiện cho các số trước đây. Bây giờ đặt giả định khi mà dùng cầu răng một thời gian và bạn bắt gặp một số biến chứng như là nhồi nhét thức ăn vùng gầm, hôi miệng, đau nhức, teo xương hàm, gãy vỡ thì việc thay thế cầu răng này bằng giải pháp implant có được hay là không? Câu trả lời vẫn sẽ là được. Bạn hoàn toàn có thể thay thế cầu răng đang sử dụng bằng chân răng nhân tạo implant. Bước đầu tiên trong quy trình thực hiện sẽ là việc tháo bỏ cầu răng cũ, đánh giá tình trạng xương hàm cũng như là chân răng trụ hiện tại. Quy trình tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những cái đánh giá này. Chính vì vậy mà việc nhận định và đánh giá chính xác là vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ kiểm tra lâm sàng trên miệng cũng như là chỉ định chụp các loại phim chụp X quang cần thiết như là phim cận chóp, phim toàn cảnh hoặc là phim CT côn đim, từ đó mà đưa ra kết luận. Thông thường thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên cũng là tình huống thuận lợi, nếu mà răng trụ vẫn còn tốt. Khi đó chúng ta có thể giữ lại các răng cũ. Công việc ở đây sẽ chỉ là tiến hành bọc trụ lại các răng trụ và cấy ghép implant tại vị trí mất răng. Đây là trường hợp chiếm đa số. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ngay từ đầu chúng ta lại phải tháo bỏ cầu răng mà không cắt bỏ chỉ nhịp ở giữa. Như vậy vừa không cần phải làm lại trụ bọc chân răng trụ, vừa có thể giảm chi phí điều trị. Nguyên nhân là do nếu mà chỉ cắt nhịp cầu ở giữa thì bề mặt của phục hình còn lại thường rất là nham nhở, mà đây chính là cái phần tiếp xúc sau này giữa phục hình cũ và phục hình trên implant. Khi mà bề mặt tiếp xúc không được ổn định, không được láng mịn thì tình trạng rắt thức ăn, viêm nhiễm rất dễ xảy ra. Điều này khiến cho implant kém vững ổn, dễ gây đau nhức, khó chịu khi mà sử dụng. Hơn nữa là răng sứ ôm trụ cầu có thể bị hở, bị sâu do quá tải lực, viêm quay răng,
việc làm lại với thiết kế tối ưu hơn cho chịu lực từng răng độc lập là cần thiết. Trường hợp thứ hai là phải nhổ bỏ răng trụ làm cầu trước đây. Rất nhiều bệnh nhân sau khi loại bỏ phục hình mới thấy được tình trạng răng trụ bị tổn thương nghiêm trọng và không giữ được nữa. Các chân răng trụ của cầu răng sau một thời gian sử dụng thường bị ảnh hưởng ít nhiều. Nguyên nhân có thể do sự quá tải lực nhai như tôi đã đề cập ở trên, hoặc do ngay từ đầu phần thân răng còn lại đã không khỏe mạnh, càng sử dụng thì mô răng càng mủn dần. Đây chính là trường hợp thứ hai có thể bắt gặp, đó là chân răng trụ bắt buộc phải nhổ bỏ. Khi đó thì kế hoạch sẽ là trồng lại thêm implant ở vị trí vừa nhổ các chân răng trụ. Việc đặt chân răng nhân tạo có thể thực hiện luôn tại thời điểm mà nhổ bỏ chân răng cũ, hoặc là được tiến hành khoảng 3 đến 4 tháng sau khi mà nhổ chân răng. Mỗi một phương án sẽ có ưu nhược điểm riêng. Nếu mà bạn tiến hành cấy ghép ngay sau khi nhổ răng thì thời gian điều trị có thể rút ngắn, không mất thêm thời gian chờ đợi huyệt đổ răng lấp đầy. Tuy nhiên, chắc chắn là bạn sẽ mất thêm chi phí ghép xương để đảm bảo implant vững ổn. Chi phí ghép xương sẽ là từ 5 đến 10 triệu. Nếu bạn lựa chọn phương án cấy ghép sau 3 đến 4 tháng thì khi đó huyệt đổ răng sẽ được xương tái sinh lấp đầy và bạn có thể sẽ không phải mất thêm chi phí ghép xương. Nhược điểm của phương án này chính là việc thời gian điều trị sẽ bị kéo dài hơn. Tại nha khoa Thúy Anh, chúng tôi khuyên bệnh nhân cấy tức thì luôn sau khi mà nhổ răng trụ, vừa giữ được xương tốt, vừa rút ngắn thời gian điều trị cũng như là giảm sự đau đớn khi không phải phẫu thuật quá nhiều lần. Tuy nhiên thì bạn cũng yên tâm, chúng tôi sẽ luôn cố gắng bảo tồn răng trụ còn lại cho bạn. Còn nước thì còn tát. Quan điểm của nha khoa hiện đại là không có gì tốt bằng răng thật. Tỷ lệ những ca chúng tôi phải nhổ bỏ răng trụ là vô cùng ít. Chúng ta sẽ cùng cố gắng để chỉ trồng implant vào vị trí răng mắt trước đây. Răng trụ hết sức bảo tồn dù nó tổn thương nặng đến đâu. Sau khi mà tiến hành cấy ghép, bạn sẽ cần thời gian chờ đợi để chân răng implant tích hợp vào xương hàm. Tiếp đến là lấy dấu và làm phục hình lên trên như thông thường. Tổng kết lại, để mà thay thế cầu răng bằng chân răng implant, bạn sẽ phải trải qua các bước sau. Thứ nhất là tháo bỏ cầu răng. Thứ hai là đánh giá xương hàm và răng trụ. Nếu mà răng trụ còn tốt thì bọc trụ lại răng trụ và cấy implant tại vị trí mắt răng. Nếu mà răng trụ cần phải loại bỏ thì nhổ và cấy thêm implant tại vị trí răng trụ. Cuối cùng là chờ đợi tích hợp xương ở implant và trồng răng mới lên trên. Như vậy thì quy trình thay thế cầu răng bằng chân răng nhân tạo implant cũng không quá phức tạp phải không ạ? Chỉ có lưu ý nhỏ, đó là vùng xương tại vị trí răng mắt thường bị tiêu đi trầm trọng do phải dùng cầu răng lâu năm, nên nếu mà ghép thêm xương nhân tạo vào đây sẽ là rất tốt. Hy vọng là qua thời lượng của chương trình ngày hôm nay, tôi đã giúp các bạn giải đáp được những cái thắc mắc đã đặt ra ở đầu bài. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ đề về trồng răng implant trên kênh YouTube của nha khoa Thúy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau của chương trình Nha Khoa Dành Cho Mọi Người. Tôi là bác sĩ Huy đến từ nha khoa Thúy Anh. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về implant do đội ngũ chuyên môn chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.